Đây bạn này bị hỏng mắt, cô ấy đang bán là 600 nghìn đây. Khóc mà. Hôm nay thì đi chợ hàng Hải Phòng mới mua được một bạn chó rất là đặc biệt, bị mất một mắt nhá. Hai, xin chào mọi người. Mọi lần thì mình hay quay video ở nhà, nhưng ngày hôm nay thì mình đến một nơi chuyên giao lưu về sinh vật cảnh để quay cho mọi người cùng xem. Đó chính là chợ hàng mọi người nhé. Nếu như ai chưa biết thì chợ hàng là nơi ngoài những cái mặt hàng thiết yếu ra thì còn là nơi giao lưu sinh vật cảnh. Cứ mỗi chủ nhật thì người dân lại tới đây để mang những con chó này, con mèo này và chim, cá, cảnh, tất cả những loài, và có cả cây, cây cảnh, hoa màu nữa. Nếu như bạn nào mà là thích sinh vật cảnh thì tới đây thì mình nghĩ là sẽ không ra được khỏi chợ. Mặc dù bây giờ là 12 giờ rồi nhưng mà không khí mọi người đi mua bán vẫn còn rất là tấp nập mọi người ạ. Cực kỳ là đông đúc luôn. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chợ để khám phá xem ở trong chợ có những con vật gì mọi người nhé. Ok mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ hàng Hải Phòng. Chợ hàng là nơi giao lưu cũng như là buôn bán các loại động vật. Nếu như ai là tín đồ của chó, mèo hoặc là gà, chim chóc thì mỗi chủ nhật thì người dân ở đây lại ra để mang chó mèo ra bán giao lưu. Đấy, trước mắt các bạn đang là hai bạn chó rất là xinh này. Của chú này, chú đang bán này. Đó. Đây là chuột đây. Chuột này thì những bạn nữ rất là thích này. Chuột hamster. Rất là nhiều loại. Nhím. Sóc bay. Đây là sóc bay. Đây chó đây, nhiều chó. Ơ bạn chó này đang bị ghẻ đây. Đấy, bạn chó này đang bị viêm da. Rất là nhiều giống chó và loại chó các bạn nhé. Ai mà là tín đồ của chó mèo vào đây chắc là không ra khỏi chợ, ngắm hết ngày thôi. Chó này là chó phốc sóc. Quần áo đầy đủ các phụ kiện. Chợ hàng mà buôn bán chó mèo này thì mình thấy hình như là người ta chỉ họp vào chủ nhật thôi. Vậy nên là nếu như bạn nào muốn đến để tìm cho mình một bạn thú cưng thì có thể đến vào ngày chủ nhật nhé. Mèo ấy. Mèo Anh. Ok. Rất là nhiều. Hẳn một con đường toàn để bán chó mèo. Đấy. Mấy bạn này ngủ gọi là quên sự đời luôn. Chó này là chó Phốc Lai hả chị? Chó này Phốc Lai. Một bạn này thì giá, một bạn chó như này giá là 450.000 một người. Đấy. Đây là chắc là một đàn của nó. Một đàn. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan xem trong chợ này có những giống chó nào nhá. Mình thì biết khá là nhiều về các giống chó đấy, nhưng mà mình sẽ quay cho mọi người xem. Hầu như ở đây toàn là chó cảnh thôi, nhưng đây cũng có là chó cỏ. Đây là chó Phốc. Đây là chó cỏ đây. Đây là chó này. Đây là chó béc dê này. Rồi. Mèo đây. Mọi người thấy là không khí mọi người gọi là giao lưu mua bán rất là nhộn nhịp. Đi cả chợ bây giờ mới nhìn thấy một bạn mông cọc. Đây là con mông cọc. Con mông cọc này là chó của Việt Nam, mình thấy con này rất là đẹp này. Việt Nam. Đúng rồi, con này rất là đẹp. Con này nếu mà so với con Shiba hay là con Akita của Nhật Bản thì không thua kém gì cả. Chẳng qua là Việt Nam mình làm marketing con này nó không được đẳng cấp như bọn Nhật nên là nó giá của nó hơi thấp một tí. Cái con này cực kỳ là đẹp luôn. Chó phong thủy đấy. Chó phong thủy. Ok. Rất là nhiều. Nhưng con này bị mất một mắt rồi.
luôn đấy. Cái này thì cô bán bao nhiêu? Hỏng mắt thì bán thì rẻ về trăm thôi. Đây bạn này bị hỏng mắt, cô ấy đang bán là 600.000 đấy. Còn luôn đấy, sóc mà. Này là sóc sóc này à? Sóc chịu luôn. Này bẩm sinh chứ không phải nó hỏng không? Con này bẩm sinh á? Ừ. Này gì mà bẩm sinh, con này mắt nó hỏng ấy. Ừ, nó hỏng mắt từ bé mà. Hả? Bé, ừ. Rồi. Bé mà. Cứ để đây tí nữa cháu quay lại, nếu mà có duyên thì cháu sẽ mua. Cháu đi quay một đoạn á. Vâng vâng. Đấy, tí nữa mình sẽ quay lại để tìm bạn này, nếu mà có duyên thì mình sẽ mua lại. Đây, rất là nhiều chó đẹp đây. Chó ba chân mà hai người tranh nhau mua. Một con đường ở đây chỉ dành cho việc gọi là giao lưu chó mèo thôi. Đây có bạn chó mặt nhăn đẹp chưa này. Vừa nãy thì mình có gặp một bạn chó sốc sóc bị mù một bên mắt các bạn mọi người ạ. Thì mình có bảo cô ấy là tí nữa mình sẽ quay lại để mình mua, bởi vì bây giờ mình mới vào đầu vào chợ để khám phá xem bên trong có những cái con vật gì ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang chợ gà. Vừa rồi là chó mèo rồi, bây giờ đi sang chợ gà để xem. Đây là đủ các loại gà đây. Gà gọi là gà đây là gà thịt rồi. À, ngỗng rồi. Đấy. Rất là nhiều gà, nhiều vịt. Đây, chị này như mới mua được con chó. Chị mới mua chó à? À. Đây chợ gà cảnh đây. Khu này là gà thịt rồi. Ngỗng rồi. Một ngỗng này to nhỉ. Ngỗng này là ngỗng sư tử. Đúng rồi, ngỗng sư tử. Gà trọi đấy, chắc gà trọi thịt rồi. Gà tre. Đấy, rất là nhiều gà tre. Đây là gà tre Bắc. Ô, con này con gì nhỉ? Con này là con gà lôi thì phải. Ừ. Đấy, mình không biết con gà này con gà gì, nhưng mình nghĩ là con gà lôi. Bạn nào mà biết thì có thể comment xuống kênh của mình nha. Khổ. Nói chung là chợ hàng là chợ sinh vật cảnh, có cả cây cảnh nữa mọi người ạ. Nếu mà bạn nào mà đam mê sinh vật cảnh thì có thể tới đây giao lưu cũng như là chia sẻ mua bán nhé. Rất là nhiều chim trong này. Ôi, lần đầu tiên nhìn thấy con trào màu mà có đầu đen này luôn. Chị ơi, cái con đầu đen này nó tên là gì? Đây là trào màu lúi. Lần đầu tiên nhìn thấy con trào màu lúi không? Ok. Chợ chim thì cũng là rất là đông đúc, tấp lập. Nguyên một cái con đường này là dành cho những người đam mê chim cảnh. Và đầu đường thì có những nơi người ta bán thức ăn cho chim ấy. Ôi, con sâu thì to nhỉ. Đây là những con sâu. Sâu này thì mình biết rồi, nhưng sâu này chưa biết. Chim, cho gà ăn đều được. Sâu, dế. Các loại cám. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đây để tham quan các giống chim và xem cái đường. Xem cái nơi mọi người giao lưu mua bán chim cảnh như nào nhá. Hay mọi người buổi chủ nhật mọi người được nghỉ thì hay ra đây để đấu chim ấy. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy dàn chim này rất là đẹp, đủ các loại chim luôn. Sáo này, đây là con sáo, chim sáo đây. Đây là bên trong chợ hàng. Ngoài các mặt hàng thiết yếu ra thì ở đây còn các mặt hàng sinh vật cảnh, chim chóc, chó mèo, và rất là đa dạng, có rất là nhiều giống loài nữa. Đây, chim khuyên, chim vẹt.
Mình đang hiện tại đang là 11 giờ rồi, cũng là trưa rồi nhưng mà mọi người vẫn đi mua bán rất là tấp nập mọi người ạ. Chỗ này chuối đang này, con ngỗng, ngỗng con, ngỗng sư tử. Ngỗng này bao nhiêu tiền một con hả chú? 220 à? 450 mà thôi. Không ai kể cả. Ê, mình nhìn thấy con gà Đông Tảo ơi. Tết mua. Gà Đông Tảo chân rất là to luôn này. Wow. Đấy. Tên gà Đông Tảo. Gà này chắc là gà thuần chủng. Đây là lơi gà. Đấy, có một con gà mà người ta xích ở đây. Nó không bay luôn, đây là con gà gà lúi. Đây gà con gà lúi đấy. Con này đẹp phết đấy nhở. Có rất là nhiều dòng, nhiều giống gà. Từ gà chọi đến gà tre, đến gà lúi. Và những và cả những dòng gà nước ngoài nữa. Có một số dòng mình không biết đâu, như mấy con kiểu kia kìa. Đấy, mình không biết tên đâu. Chỉ biết mấy dòng cơ bản như gà tre, gà chọi thôi. Đây là khu sinh vật cảnh đây, cá cảnh đây. Có cái bể này tạo ra cả khói đẹp chưa này. Bác nào mà đam mê cá cảnh đi qua đây chắc là không ra khỏi những cái cửa hàng này, vì là rất là đa dạng các mặt hàng cá cảnh, tảo biển này. Cây này là cây thủy sinh sao nhỉ? Đâu tảo biển đâu. Có nghĩa là nó sống phải cần nước ấy. Ô, con này là con gì này? Rất là nhiều cây cảnh. Đấy. Hôm nay sẽ dẫn các bác đi tham quan chợ hàng, nơi giao lưu mua bán rất là nhiều hàng hóa, đặc biệt là hàng sinh vật cảnh. Ngày hôm nay thì em chỉ đi khám phá sinh vật cảnh thôi, còn đâu những cái mặt hàng thiết yếu kia thì chỗ nào cũng có rồi. Cây cối này, hoa, rất là nhiều loài hoa. Mình thì không chuyên về cây cảnh và hoa cảnh nên là mình cũng không biết tên đâu, và mình chỉ quay để cho mọi người xem thôi. Nếu như mà bỏ mình xem về giống chó, giống mèo ấy, thì mình còn biết. Đấy. Bát ngát hoa, rất là nhiều hoa, đủ các màu sắc. Chợ hàng này không, nếu mà gần Tết thì mình sẽ xuống đây để quay cho mọi người xem một lần nữa. Đây là hoa đá này, hoa gọi là người ta gọi hoa đá đúng không? Ngoài các cây cảnh nha, thì cây cảnh, hoa cảnh này cũng có các chậu và những cái đồ trang trí cho cây hoa của chúng ta đẹp hơn. Cái lấy thì mình có hứa là đi tham quan hết thì mình sẽ quay lại để mua cái bạn chó bị mù ấy. Thì bây giờ mình sẽ quay lại để tìm cái cô ấy xem là cô ấy còn ở đây không, để mình có thể mua cái bạn chó bị mù ấy để về chăm sóc mọi người nhá. Thế cả chợ thì tại vì nhà mình cũng có nhiều chó mèo ấy, nhưng mà mình ấn tượng với cái bạn chó bị mù mắt ấy nên là mình sẽ mua về để chăm sóc hơn. À. Vậy cô ấy có một bạn chó bị mù, mình định quay lại đây để mua nhưng cô ấy về rồi. Ở đâu rồi anh? À, anh bảo là cô ấy đang ở trên đây. Ra hỏi để mua lại con chó bị mù nhá.
Đây chính là bạn chó mù vừa nãy đây. Đây, quay lại đây để hỏi cô ơi, cái bạn chó này cô để bao nhiêu tiền? Bán này còn đang tiếc à? Hả? Ừ, 600 thì bây giờ lên hẳn 700. Thế thì bán đi thôi. Thế nó mù cái này thì theo bắt được thế thôi. Nhà cháu thì nhiều chó lắm, nhà cháu 30 con cơ, cháu thích thì cháu mua cơ. À, đấy. Mà đặc biệt luôn đấy, nó là bẩm sinh nó khôn nhất đàn luôn, ăn con nó khôn nhất đàn, nó khôn nhất đàn. Đây là bạn Phúc Sóc bị mù nhá. Ok, mình đã mua được cái bạn chó mù này để về chăm sóc nhá. Thì cô ấy để cho mình 400.000. Dạ. Con lọc luôn à? Để cháu xem cho có tiền không. Ôi chuyển khoản rồi. Cháu chuyển khoản cho cô nhá. Đấy. Mình đi cả cái chợ này rồi vì là nhà mình quá là nhiều chó mèo, không thấy ấn tượng mấy con nào cả. Mắt nó bị hỏng. Đấy là không thấy ấn tượng với bạn nào cả, nhưng mà thấy bạn này là bị mù nên là mình mua lại để về nuôi thôi. Chứ còn đâu là nhà mình là 30 con chó, bây giờ mua về thêm một con nữa nuôi không vấn đề gì cả. Ấy mua đi chợ hàng mua được em chó chuột mắt rồi, đi cả chợ bỏ xong mày mua chó chuột mắt. Ấy mình vừa mua cái bạn chó này thì nó khát nước quá, nhìn thấy nước nó cứ phi vào mình cứ tưởng là nó hỏng mấy cái đồ này, khổ quá cơ. Để cho nó uống nước cho đỡ khát á. Trời ơi, chó gọi là Phúc Sóc ấy, nhưng mà giờ phải đi uống nước cống ấy. Đâu mua chai nước nhỉ? Đi. Yêu. Đây có con cá này. Cá này nhìn trông lại chứ. Ủa, nó cắn đấy. Con cá này cá rùa này. Nhìn trông lại. Đấy. Hôm trước nó bắn rùa của con chị ấy thì nó sợ. Con cá này là rất là hóng. Ừ, khát nước quá. Bà kia không cho uống nước nhỉ? Cắn đây. Con này rùa cắn nó mấy lần đâu nhá. Vừa lấy người ta không cho nó uống nước nên bây giờ nó khát quá. Nhìn thấy nước là nó lao vào nó uống như điên này. uống tạm nước đường đi. Cho nó nhanh hồi phục. Rồi đi về để ăn cơm. Trưa rồi. Uống ké nước ở quán bán cá mọi người ạ. Ở đây có con cá mình nhìn trông rất là lạ và có phần hơi kinh dị luôn. Đây con cá này. Đấy không biết cá này là cá gì ấy. Nhìn trông giống kiểu Long Vương. Nhờ, giống Long Vương. Xem đây du ký nhiều quá. Dầu gì à. Ôi nó khát nước rồi đấy. Ủa, em này em mới uống nước hơi bị nhiều ấy. Thôi đi thôi, không uống nữa con ơi. 593. Đi, tôi đi về thôi. Đấy, ngày hôm nay thì mình đón em mù ở chợ về các bạn ạ, rất là hữu duyên. Lúc đầu thì mình có bảo rằng là lúc đầu khi mà khám phá chợ ấy thì mình sẽ bảo rằng là tí ấy, nếu mà còn duyên thì mình sẽ quay lại mình mua. Và lúc mình quay lại lại gặp cô ấy luôn. Và cô ấy đã để lại cho mình. Nói chung là em mù này là dòng chó Phúc Sóc nên là nó cũng rất là ngoan và rất là quấn chủ. Có một cái đặc điểm là mắt nó bị mù nên là nó hơi đáng thương một tí. Thì thôi, bây giờ sẽ cho về ở cùng với những cái em chó nhà mình mọi người nhá. Vừa phát hiện là một đặc điểm nữa là không những mà nó bị mù mà cái lưỡi của nó còn bị đứt, xong cái răng của nó còn bị vàng. Nó là gọi là ông cụ rồi. Nói chung là mình không mua thì chắc chẳng có ai mua đâu. Nên là
hôm nay hữu duyên là đón em nó về để nuôi và chăm sóc. Lúc đi thì mình không có con chó nào cả, nhưng mà lúc về thì mang được một em chó về. Em chó này là bị mù mọi người ạ, rất là đặc biệt. Thế nên là gà cô ấy bán rẻ cho để về mình chăm sóc. Thôi sao đây? À, về chưa biết đặt tên là gì, thôi về sẽ quay nhiều hơn em này cho mọi người xem nhá. Khám phá chợ hàng tới đây là kết thúc, bởi vì là cũng quá là muộn rồi, thôi mình xin phép đi về đây. Bye bye mọi người. Lắng quá. Người toàn lông chó.